Thì Phương Huyền xin được kết nối cùng với thính giả tiếp theo của tối hôm nay. Alo. Dạ, em chào chị Phương Huyền ạ. Dạ, chào chị ạ. Em chào Công An ạ. Dạ, mình đang gọi tới từ đâu chị ha? Dạ, em gọi tới từ Bình Dương ạ. Dạ, Bình Dương. Rồi, mình bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, em 46 ạ. 46 tuổi, dạ. Chị quê ở đâu ạ? Dạ, em quê ở Thanh Hóa. Mình vào Bình Dương bao lâu rồi chị ha? Em vào Bình Dương nay được 19 năm rồi chị. 19 năm rồi, dạ. Dạ, dạ rồi. Em biết ông xã như em là kết hôn từ ngoài quê ở quân năm kết hôn năm 98 mà. Dạ. 2003 bọn em vào đây ạ. Dạ. Kết hôn năm 98, 2003 vào đây. Con cái thì ở đâu ạ? Dạ con cái thì em đưa vào đây hết luôn ạ. Dạ, mình có mấy bé chị ha? Dạ em có hai ạ. Hai. Hai đứa con gái ạ. Dạ, bao nhiêu tuổi rồi nè? Một đứa năm nay đại học năm cuối với một đứa năm nay lớp 8 ạ. À, dạ. Bạn học đại học là học trường gì ạ? Trường đại học Thanh Lang con chị. Dạ. Rồi, bạn kia thì năm nay là lớp 8. Vậy dạ. Là qua năm cũng là cái năm mà căng thẳng ha. Dạ. Tức là mình cũng phải chuẩn bị vượt cấp. Dạ, thi vượt cấp thì mình cũng phải chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị tâm lý cho con. Dạ, dạ rồi. Dạ. Lát nữa nếu mà có thời gian thì chắc là cô cũng sẽ chia sẻ thêm một chút, bởi vì lớp 9 là cái thời điểm mà các bé phải chuẩn bị khá là nhiều thứ. Rồi vậy thì hôm nay thì mình đến mình gặp cô để mình tư vấn về vấn đề gì nè? Dạ, em với ông xã là kết hôn nay đã được 24 năm rồi chị. Dạ. À, trước đây ở ngoài quê thì em cũng có trả nợ cho anh như là 3-4 lần rồi. Yeah. Mà có một lần em buồn nhất là lần mà em chuẩn bị sinh bé đầu á. Yeah. Thì em có hồi nữa là có 20 mấy nghìn thôi. Thế em mới định qua Tết là em mới mua đồ cho em bé. Thì em dự sinh là trong qua năm em mới sinh á. Thế là em để qua năm em mới mua. Thì đến Tết thì em giấu tiền của cái đồ của em, biết là anh tính ham chơi rồi em mới giấu tiền của cái đồ của phụ nữ á. Thế là anh đi lọc tiền, anh đi đánh bài. Anh đi đánh bài mà em không tiếc 25.000 đứa, mà em lại tiếc là em mới suy nghĩ là tại sao anh con sắp sinh đến nơi mà anh không lo cho con. Còn em không có buồn 25 mấy chục ngàn đứa. Thế vào đây thì ở ngoài đó thì em trả nợ cho 3-4 lần gì đó. Sống 5 năm rồi đó thì em cũng trả nợ cho 3-4 lần gì đó, nhưng mà đã nợ ít một thôi, mấy trăm ngàn thôi chứ không có tính tiền trăm tiền triệu. Mà vào đây cái thì vào 2003 thì đến 2006 thì đó là anh cũng không có chơi bời gì cả, mà cũng tu trí làm ăn, không có chơi bời, tuy là làm được ít tiền nhưng mà không có chơi bời, cũng không có nợ nần ai, kiểu còn mới vào đây cũng không quên biết á. Dạ. Thế là đến năm 2006, 2007 gì đó, thế là anh mới quay lại đi làm cho cái người em của anh á. Thế là từ đó trở đi là anh cũng không ăn cơm nhà tôi, cái kiểu là ở đứa là người ta bao cơm một ngày 3 bữa luôn á chị. Yeah. Thế là cũng không có ăn cơm nhà luôn. Rồi đến khi mà đi làm cho em mới vậy thì kiểu đi lấy nợ cho em, rồi đi làm cho em, rồi lấy tiền để tiêu xài, rồi dần dần mới sinh hư ra nó làm dần dần đâm nợ ra. Yeah. Đâm nợ ra rất là sau đó em sinh cái bé thứ hai là anh ấy tộc em sinh, khi em chưa muốn sinh nữa thế là anh tộc em sinh thì em nói là thôi thì sinh cũng được, thì chờ quân cũng lớn rồi sinh cũng được. Thì em mới nói là sinh thì anh ấy nói là anh ấy em sinh được năm 4 tháng rưỡi. 4 tháng rưỡi thì em bắt gặp anh ấy đi gái á chị. Yeah. em bắt được tận tay luôn, em bắt được trên giường luôn. Thế là em không nói cái gì cô kia cả, mà cô kia có trùm chăn lại rồi thì em chỉ xuống rác thì em xách
cái đôi giày của anh về. Em mới nói là em coi anh bữa nay anh về, anh nói làm sao với em. Thế em mới nói là em mới xách đôi giày về, thì em đưa cho ông bà nội, em đưa cho bố mẹ chồng em á. Thì em mới hỏi đủ là anh có bên đây không, thì ông bà nói không không, là anh về anh ngủ đi mấy ngày, anh ngủ đi lấy mấy ngày anh không dám về nhà. Nó xong em với em mới ở nhà, em mới thằng chính người em á mới đi tìm về. Tìm về xong em mới khóc, kiểu em mới khóc mà em suy nghĩ nhiều á, kiểu khi đó là mình như kiểu hụt hẫng á chị, kiểu là em khóc nhiều mà em thấy em tính em tự tử luôn á. Thế là em suy nghĩ lại con đang nhỏ quá mà mình tự tử đi rồi ai nuôi con. Thế là em thôi em không có tự tử nữa, thì em lại vô em khóc nhiều, em suy nghĩ nhiều là sao nó bị bệnh kiểu viêm màng não á chị. Viêm màng não giờ nó liệt nửa người luôn, nó yếu nửa bên người luôn á. Hiện tại hả chị hả? Dạ, hiện tại thì em bị từ năm 2008 đến nay cũng mười mấy năm rồi, nhưng mà khi nó em liệt nửa người, nhưng bị viêm màng não, chữa khuỷu não, nhưng mà sau liệt nửa người chị. Dạ. Sức khỏe của chị hiện tại như thế nào? Giờ thì chân tay bên phải thì nó còn yếu chị, nó yếu mà nó tê. Dạ. Chứ không phải là được bình thường như người ta. Dạ. Em cũng làm đủ thứ rồi, cũng khuyên anh rồi, cũng làm căng, em cũng làm căng rồi mà khuyên em khuyên rồi. Nó xong em mới em bị bệnh xong có thì em mới về, em mới mở ra buôn bán. Em buôn bán thì anh giống như là từ khi đó là anh bủa bê gia đình ấy. Anh suốt ngày kiểu là sáng tại cái là đi, rồi lúc mô đi ngủ thì mới về. Rồi giống như em lo hết việc nhà, con cái đưa đón đi học thì là em đưa hết á. Anh không nhìn như thế nữa. Em ở trên viện 5 tháng rưỡi á, tức là em mới về. Thì anh cứ bủa bê gia đình, anh không nhìn gì đến việc nhà, không nhìn gì đến con cái đưa đón đi học, anh cũng không ăn cơm nhà luôn. Anh không ăn cơm nhà là 15-16 năm nay rồi chị. Dạ. Thế sau em mới bảo là em sau anh đòi mua xe đi chia tải đi chở hàng á, thì em cũng mua. Thế em mới nói sao anh lại làm phố đánh bài nữa. Rồi khi nữa là em khi dạ, mà bây giờ như vậy nè chị, những cái vấn đề tức là rất là nhiều cái vấn đề ha. Trong với chị là đó, vừa có cái mối quan hệ ở bên ngoài, rồi không quan tâm chăm sóc vợ con, chị bệnh, rồi anh ở ngoài lâu rồi. Vậy thì bây giờ mình hỏi cô điều gì? Dạ, em giờ em muốn muốn hỏi cô là em thì em giờ em cũng sống với anh ấy là chung trong một nhà, là em đi 2 lần rồi, mà em cũng tính bỏ mẹ con cách nhau đi rồi. Bố cũng bỏ nhà đi rồi, mà em cũng đã từng khuyên anh nữa rồi. Sau này năm 2014 thì anh lại cặp bồ với một cái cô này trẻ hơn anh mấy tuổi nữa, rồi lại có con riêng nữa. Thế là em mới nói là khi nữa là em cũng sống kiểu em biết rồi, em cũng sống, em khuyên anh không được, em cũng sống ly thân với anh 3 tháng ta trong một nhà. Thế xong rồi em cũng anh em lên xong em phân tích cho thì anh lên anh chị anh ơi cũng thời gian của mình còn rất ít nha. Rồi bây giờ chị hỏi cô điều gì chị sẽ gặp cô nè. Rồi em muốn hỏi cô là nếu mình giờ em thì em muốn ly dị rồi, nhưng mà anh em với bên nội thì em không muốn cho ly dị, thì em muốn là em ly dị xong, nhưng mà sau này ví dụ như anh chăm em cái thời gian bệnh á, rồi em muốn ly dị cho cái tư tưởng em thoải mái, rồi sau này sau này anh đợt trước anh chăm cái đợt em bệnh á, thì anh chăm em, sau này anh yếu thì em về em chăm anh, ốm đau thì em về em chăm anh nữa có được hay không hay làm sao. Rồi cô cho em lời khuyên. Dạ xin mời cô ạ. Cảm ơn cô Huyền. Cô chào con. Dạ cô, chứ con chào cô Mai ạ.
Dạ, năm nay chồng con bao nhiêu tuổi rồi con? Chồng con cùng tuổi với con luôn con. Dạ. Hai vợ chồng lấy nhau thì lúc đầu đó, cô sơ lược lại là chồng con có gây nợ. Nhưng mà nợ thì nó không có nợ lớn, chút chút thôi. Dạ. Dạ. Rồi sau đó qua đây thì có đi làm, nhưng mà bắt đầu từ khi đi làm mà có tiền đó, từ 2007 tới giờ, tức là 15 năm nay đó, có tiền thì không ăn cơm nhà nữa. Rồi đã từng ngoại tình. Rồi bây giờ thì 2014 rồi lại ngoại tình, mà lần này thì cái hậu quả nó nặng hơn là vì có con riêng. Dạ. Rồi chia tải, rồi chia hơi, rồi sổ đất thì là nhà cửa thì là bán hết cả nợ rồi. Dạ vâng. Như vậy thì nợ nần này, phải không ạ? Cộng đôi trai gái. Còn đối xử với nhau thì tình cảm thế nào? Thì cũng bình thường với cô, nói chung là anh đi, thế như anh đi là sáng dậy là không kịp đánh răng nữa là đi, không kịp đánh răng rửa mặt nữa là đi, rồi đến khuya lúc mà nào đi ngủ là muốn về đi ngủ là về đi ngủ thôi, mà có bữa thì về, có bữa thì không cô. Dạ, con cho cô hỏi thăm, hiện giờ sức khỏe của con là con bị yếu, cái bên phải nó vẫn yếu và tê đúng không con? Nhưng con đi lại sinh hoạt có được không? Dạ, đi lại sinh hoạt thì được cô. Dạ, đi lại sinh hoạt vẫn được, thế là mừng rồi. Nhưng làm nặng thì không được đúng không con? Nhưng chung làm nặng thì con cũng làm được, nhưng mà cái kiểu là làm cầm đũa hoặc là cầm kim thì con... Dạ, cầm đũa, cầm kim, cái kỹ năng nó không có được, khéo léo, đúng không con? Linh hoạt được nhưng không cầm được đó con. Dạ, rồi. Cô hỏi con nè, hai vợ chồng con làm công việc gì? Trước đó đó, thì chồng con, trước khi mà đi phụ, gọi là phụ người em đó, làm việc, thì chồng con làm gì? Trước đó thì anh cũng vô rồi cũng đi làm hồ rồi đi làm công nhân đó cô. Còn dạ, con thì đi làm không? Công nhân. Dạ, con đang đi làm công nhân. Bây giờ con nó còn làm không? Năm ngoái con làm nhưng mà năm nay con xin việc không được rồi con nghỉ rồi cô. Nghỉ từ tháng mấy rồi ta? Dạ, con nghỉ từ đầu năm nay. Đầu năm tức là tháng giêng đó bọn con. Dạ, dạ. Rồi. Như vậy khi con nghỉ như vậy thì tiền mà để sinh hoạt á thì con lấy tiền ở đâu? Dạ con là bán cái nhà, cái con là bữa trước vợ chồng con mua được xe hơi, mua được nhà, một cái nhà trên đây cho thuê, một cái nhà dưới con ở, cái 7 phòng tòa. Thì con cái nhà trên đây con cũng bán, con trả nợ cho anh, còn xe hơi đi xe tải thì anh tự bán. Rồi... Dạ. Rồi sau con bán cái nhà, anh nợ cô nữa rồi, con mới bán cái nhà trên đây, cái nhà con ở á, là con mua miếng đất con ở thì giờ chưa có thổ cư của con nên mà chưa cắt được. Thì con em cô nó mới nói là thôi em có 100 mét vuông đó thì em cho chị mượn chị cắt đi rồi sau này chị... em lúc nào em lấy thì chị trả lại cho em, thì em con với bỏ vốn ra con. Cho con hỏi bây giờ đó là con vẫn có thu nhập từ cái 7 phòng trọ để sống đúng không? Dạ con. Còn nhà thì bán rồi đúng không? 7 phòng trọ đó là con bán luôn rồi con. Dạ. Như vậy thì dạ, bây giờ con, cô chỉ hỏi vắn tắt là con đang sống bằng cái nguồn gì? Con sống ở trên đây con cũng thu nhập được 3 cái phòng trọ của con em gái đó con. Dạ. Phòng được mấy triệu? Phòng 3 triệu, một phòng 3 phòng thì được hơn 4 triệu cô, gần 5 triệu cô. Dạ, như vậy là đó là cái nguồn thu chính. Dạ. Cháu gái lớn thì học ở Văn Lang. Dạ. Cháu thứ hai thì học ở Bình Dương. Đúng dạ. Không ạ? Dạ, bây giờ cho cô hỏi con là trong gia đình hai thành viên quan trọng nhất có ý kiến gì? Nói chung là mấy năm trước, 2 năm trước á, thì con sống với ly thân với anh là 2 năm nay rồi. Dạ. Rồi giờ 2 năm trước thì hai đứa con ấy chứ nói là mẹ ly dị bố đi, mà mẹ con hai cái người em chồng thì cũng nói là chị ly dị anh đi càng sớm càng tốt. Thế nhưng mà con cũng là thôi, con cũng là cô anh cũng không đồng ý ly dị, mà con khi đứa con cũng chưa có tìm hiểu rõ về luật pháp cô, nên mà con không rành, nên mà con biết đánh lá lại thì giờ con nhà con năm nay nghỉ 30 tháng 4 này, thì nói với nói là quân hắn có người yêu rồi, thì quân bảo là quân đem người yêu về đi, thì anh mới hắn mới nói tụi là
chừng nào bố mẹ giải quyết xong thì con đi xin nước để tính. Chứ như vậy là bây giờ cho cô nói nhé. Như vậy là cháu gái lớn đã có người yêu, cháu có bạn trai. Và trước đây thì cháu đã nói với mẹ rằng hãy ly hôn đi. Và cái điều quan trọng nhất á, bây giờ cháu có bạn trai, cháu muốn giới thiệu về nhà. Nhưng mà cháu vẫn không có dám bởi vì cái hoàn cảnh gia đình nó phức tạp. Cho nên cháu có nói rằng nếu như mà khi nào bố mẹ giải quyết xong, không phải là ly thân, mà là ly hôn thực thụ, thì lúc đó cháu mới dám đưa người yêu về. Con muốn mẹ ly hôn hay là muốn đoàn tụ hay sao thì nó đây là tùy mẹ quyết định. Giờ nó lại không nói là mẹ dục bố dục Quân ly hôn nữa, mà nó nói là tùy mẹ quyết định. Dạ muốn như sao mẹ như vậy. Dạ vâng, như vậy cô đang nói lại với con một điều là sau khi con đã trình bày rõ như vậy rồi thì thứ nhất là chồng con như thế nào, con là người rõ nhất, mà hai vợ chồng đã ly thân 2 năm rồi. Vấn đề quan trọng ở đây đó là chồng con lại còn có con rơi nữa. Thì như vậy rõ ràng là nếu mà sống chung thì con có thấy thoải mái không? Con không có thoải mái đâu cô, thì con bị não cô rồi, còn giờ con phải uống thuốc tiền minh mà nhiều khi uống sống với anh như kiểu mất ăn mất ngủ không mà cô. Như vậy thì rõ ràng ở đây con còn băn khoăn điều gì khi con hỏi cô là có ly hôn hay không? Dạ con băn khoăn là ví dụ em người nhà bên ngoại nhà con cũng bên nhà con cũng vậy, mà bên nhà anh cũng vậy, cũng không muốn cho con ly dị á. Thì hai gia đình không muốn đúng không ạ? Dạ, nhưng mà chứ nói với con nữa là chị không nghĩ đến khi chị ốm, chị đau, anh chăm. Mà chị chỉ nghĩ đến khi là anh lâm nợ, lâm nần với anh cái gố này kia thôi. Thì con biết nghĩ bố là, giờ con suy nghĩ bố là, con hỏi ý kiến cô là nếu như mà giờ con ly dị rồi sau này anh như bệnh tật ốm đau con về con chăm thì có được con lên như vậy hay không, hay là nên con người nhà nhà con thì bữa con cũng kêu anh về con mấy đứa em mà bữa Tết anh về á bên chồng á nói là chị cho anh nhân cơ hội đi thì được. Con có kêu nên anh về này ha, thời gian nó không còn nhiều nữa mà tất cả những gì cần phải nói thì con đã nói hết rồi. Dạ. Vấn đề bây giờ đó, chỉ có con là người rõ nhất, con có sống được hay không? Dạ. Nếu mà người chồng như thế, còn cái việc nếu con ly hôn để cho sống thanh thản, bệnh tật của con nó cũng không bị dằn vặt dày vò nữa. Còn nếu mà chờ cho con khỏe, thì sau này khi con muốn chăm sóc theo cái nghĩa đó, là bố của các con của mình, thì cái chuyện đó cũng bình thường thôi. Đâu có ai cấm cản gì đâu. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là lúc đó người ta có chấp nhận hay không? Bởi vì lúc đó có thể chồng con đã sống chung với cái người đang có con rồi. Thì lúc đó mình lấy tư cách gì để mình chăm sóc? Đúng không ạ? Đó. Cái người của con đó cô thì từ giờ cũng đi với chồng rồi cô. Dạ. Vậy thì bây giờ đó cô nói lại hai chuyện nó khác nhau. Nếu như mà con sống thấy khổ sở và nó ảnh hưởng tới sức khỏe, và con chọn cái giải pháp sao đó nó có lợi cho sức khỏe của mình nhất, cho tinh thần của mình nhất, đúng không con? Đó. Còn gia đình người ta khuyên can hoặc cái gì đó là chuyện của mọi người, mà bản thân con càng sống càng héo hắt càng đau khổ thì sao? Đấy là cái điều mà thấy nó không có hợp lý. Cho nên cô chỉ nói lại, nếu mà con đã kể đúng sự việc như vậy, tất cả những cái nó diễn ra như thế thì vấn đề còn lại là sao ạ? Là bản thân con quyết định thôi, có ai ép con đâu. Các cháu đó, con biết rằng tại sao mà cháu nó còn ngần ngại, nó chưa đưa con về, xin lỗi, đưa bạn trai về đó để giới thiệu ạ, là bởi vì gia đình mình nó phức tạp quá. Cháu nó ít con hiểu nhiều đó. Như vậy cho nên cô chỉ mong con, thứ nhất là con hãy cố gắng làm sao đó để con có một cái đời sống tinh thần nó an lạc. Người ta bỏ tiền nhiều chưa chắc đã hạnh phúc,
nhưng mà tinh thần mà nó an vui thì nó đem lại sức khỏe và hạnh phúc cho mình. Và con còn phải khỏe để con còn sống để chứng kiến hạnh phúc của các con mình nữa. Đúng không ạ? Cho nên tùy con chọn lựa, với cô hy vọng rằng cô phân tích đến thế. Và người quan trọng nhất vẫn là người con cảm thấy được và con ước nguyện rằng con muốn con được khỏe mạnh để sống với các con của con, cháu của con sau này. Thì cô hy vọng rằng là hôm nay con sẽ có nhiều cái suy nghĩ tích cực để mình có thể chọn ra cái hướng cho nó bình an. Chào con. Dạ, rồi con cảm ơn cô, cảm ơn chương trình ạ. Dạ, chào con. Dạ, cảm ơn cô ạ. Cảm ơn chị đã đến với chương trình tối hôm nay. Chắc là khi mà nghe chương trình tối nay thì nhiều thính giả cũng sẽ có những cái suy nghĩ riêng, và đôi khi cũng cảm thấy có gì đó nó tức là nói ra nhỉ, tức là cảm thấy không cũng thấy chị có những cái phần thiệt thòi. Tuy nhiên thì bản thân mình á, là hình như là mình quan tâm quá nhiều tới những cái suy nghĩ của người khác, hay là người ta nói gì, người khác nói gì, quan trọng như thế nào với cái cách mà mình đang sống. Ở đây thì chị nói là mình rất là khổ khi mà sống với một người chồng có con riêng ở bên ngoài, rồi cũng không ở nhà một thời gian rất rất dài rồi, rồi ly thân thì cũng vài lần rồi. Nhưng mà vì gia đình chồng, vì anh em gia đình chồng, vì anh em gia đình mình, vì những người xung quanh nào đó không muốn mình ly dị thì mình không ly dị. Thì thật sự rằng là cũng không biết là có khi nào chị nghĩ là mình cần phải sống cho chính bản thân mình hay không? Bởi vì chính vì cái điều mà chị cứ để ý quan tâm tới cảm xúc của những người xung quanh, ánh nhìn của những người xung quanh, mà chưa bao giờ chị có được một cái ngày sung sướng cả, hay là cảm thấy nhẹ nhàng hết. Nào là đau khổ rồi dẫn tới bệnh tật, rồi bao nhiêu cái uất ức trong lòng. Mà khi mà chúng ta sống không thoải mái, không vui vẻ, không được giải tỏa từ bên trong mình thì nó lại sinh ra rất là nhiều cái bệnh khác có khi mình không biết nữa. Rồi hồi nãy cô có nhắc cái chi tiết đó là con của mình, con gái của mình thì không có đưa bạn trai về nhà, chưa đưa bạn trai về nhà. Bởi vì lý do là nếu mà về mà thấy cái hoàn cảnh như vậy thì chắc là bạn cũng khó xử, và bạn cũng sẽ sợ những cái vấn đề là khi mà bạn trai đến nhà rồi biết cái hoàn cảnh của mình vậy, biết ba như vậy, mẹ như vậy, những cái mối quan hệ vậy thì cái tình cảm nó có bền được hay không. Nên là sau tất cả những cái điều mà tối hôm nay mình trò chuyện với cô á, những điều cô hỏi mình, những điều cô trao đổi với mình thì chị suy nghĩ lại cho thật kỹ chị ha, dành thời gian để suy nghĩ cho thật kỹ. Và mình phải tự trả lời cái câu hỏi. Năm nay mình 46 tuổi rồi. Dạ. Và có ngày nào mình sống thực sự vui vẻ, hạnh phúc hay chưa? Và quãng thời gian còn lại mình sẽ sống như thế nào? Cũng như là hai đứa con của mình sẽ lớn lên như thế nào? Có gia đình như thế nào? Có hạnh phúc hay không? Chắc chắn là nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái việc mà chị quyết định, chị lựa chọn cái hướng đi tiếp theo của mình ra sao. Thì nếu mà muốn được chia sẻ nữa thì mình cũng hãy gọi về cho Trò Chuyện Đêm Khuya. Bởi vì cái khoảng thời gian của chương trình tối hôm nay khi mà chị trao đổi với cô thì nó cũng không có nhiều. Và có lẽ còn nhiều điều mà chị vẫn ấm ức trong lòng. Thật ra thì ngay cả cái việc mà khi giải tỏa được những cái điều trong lòng không thể nói ra cùng với ai, một cái cách chia sẻ ở trên sóng nó cũng giúp cho mình nhẹ nhàng hơn đôi chút. Và đôi khi mình lại tự sáng ra trong cái câu chuyện đó. Thì Trò Chuyện Đêm Khuya sẽ luôn luôn ở đây để lắng nghe những tâm sự của quý vị thính giả. Chúng ta có thể gọi về vào số điện thoại là 028 39 101 101.
Chương trình sẽ kết nối với quý vị với những thính giả được kết nối lại để trò chuyện với cô. Và chúng ta nghe chương trình vào 21:30 tối thứ Sáu hàng tuần. Trang web của đài địa chỉ là voh.com.vn thưa quý vị. Phương Huyền rất hy vọng là 60 phút của chương trình sẽ giúp cho quý vị có thời gian để lắng nghe những chia sẻ của những thính giả khác, nhưng cũng phần nào tìm ra được một vài câu trả lời cho những vấn đề trong cuộc sống của mình. Đến đây thì Phương Huyền cùng những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.